Bên cạnh em đây là cái máy làm sạch dàn lạnh các bác nhá. Đấy, làm sạch dàn lạnh cho ô tô này. Đấy, diệt khuẩn đến 99,9% này, vi khuẩn nấm này, loại bỏ mùi hôi dầu mỡ này. Đấy, tất cả dung dịch nó sẽ được nạp vào trong cái bộ máy này và nó sẽ có một cái đường dẫn ra đây để mình đi thẳng vào cái dàn lạnh điều hòa. Đó. Vào hẳn với dàn lạnh điều hòa. Ngoài ra thì bên mình sẽ có một cái máy nội soi dàn lạnh điều hòa như này các bác nhé. Đó, sẽ có một cái máy nội soi này. Thì mình sẽ đi thẳng vào tận đến trong sâu đến trong cái dàn lạnh điều hòa. Đây các bác có thể nhìn thấy trực tiếp cái dàn lạnh điều hòa nó như thế nào đúng không ạ? Đó. Bên em đã vệ sinh qua này. Những cái đường mà khi mà cái máy mình vệ sinh qua nó sẽ sạch hơn này. Đây các bác có thể thấy. Còn những cái đường ở bên mé này nó sẽ mờ hơn. Đó. Hiện tại thì Akala bên em đang có cái chương trình khuyến mãi, đó là kiểm tra và khám cái dàn lạnh này miễn phí cho bác nhé. Các bác nào đang sử dụng xe ô tô mà xe mình có mùi hôi chẳng hạn thì các bác có thể qua Akala để bên em kiểm tra miễn phí cho bác.